Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự quốc tế của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Người phát ngôn quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết quân đội Israel đang mở rộng theo kế hoạch các hoạt động trên bộ ở dải Gaza hiện do lực lượng Hamas kiểm soát. Theo người phát ngôn Hagari, quân đội Israel đang tiến hành các giai đoạn quân sự theo đúng kế hoạch, cụ thể là đang dần mở rộng hoạt động trên bộ và mở rộng quy mô lực lượng ở dải Gaza. Ông Hagari khẳng định quân đội Israel sẽ đảm bảo an toàn cho lực lượng này và sẽ đạt được các mục tiêu đề ra. Hôm 28 tháng 10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết quân đội đã bước vào giai đoạn 2 với mục tiêu xóa sổ năng lực chính trị và quân sự của lực lượng Hamas, cũng như giải cứu các con tin. Trong một diễn biến liên quan, truyền thông Mỹ dẫn lời giới chức nước này tiết lộ Israel đã từ bỏ kế hoạch tiến hành chiến dịch trên bộ quy mô lớn ở dải Gaza và thay vào đó bằng một số cuộc tấn công có giới hạn với sự phối hợp của Mỹ. Đến nay, khoảng 1.400 người Israel và hơn 8.000 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra từ hôm 7 tháng 10. Hôm qua, Hội nghị Diễn đàn An ninh và Phát triển Kinh tế Toàn cầu lần thứ 2 đã khai mạc tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc với sự tham dự của hơn 2.500 đại biểu đến từ khắp nơi trên thế giới. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Châu Á-Bắc Ngao. Hội nghị kéo dài 3 ngày với hơn 30 hoạt động có nội dung và hình thức đa dạng. Theo ông Lý Bảo Đông, Tổng thư ký Diễn đàn Châu Á-Bắc Ngao, các hoạt động này không chỉ liên quan đến các vấn đề vĩ mô, bao gồm biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh, rủi ro tài chính, mô hình năng lượng, kinh tế thế giới và phát triển toàn cầu, mà còn bao gồm nhiều lĩnh vực cụ thể như an ninh lương thực, kinh tế số, phát triển nhân tài và các chủ đề thu hút quan tâm khác. Ngoài ra, sự kiện cũng có nhiều hoạt động trao đổi đa dạng, trong đó có các cuộc đối thoại, thảo luận bàn tròn. Theo hãng tin TASS, Nga hôm qua tuyên bố nước này sẽ tịch thu tài sản của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU mà Moscow cho là không thân thiện nếu Brussels đánh cắp những khoản tiền đang bị phong tỏa của Nga để tài trợ cho Ukraine. Trong tuyên bố, Chủ tịch Duma Quốc gia Hạ viện Nga cảnh báo Nga sẽ đáp trả theo cách khiến EU phải trả giá đắt hơn nếu liên minh này có các hành động gây bất lợi cho tài sản của Nga, với phần lớn trong số đó hiện đang bị phong tỏa ở Bỉ. Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cảnh báo Moscow sẽ phản ứng tương xứng và giá trị của số tài sản thuộc về các quốc gia không thân thiện bị tịch thu sẽ còn lớn hơn nhiều số tiền của Nga bị phong tỏa tại châu Âu. Trước đó, hôm 27 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết tổng số tài sản phong tỏa của Nga là 211 tỷ euro và nhắc lại quyết định của EU cho rằng Nga phải trả tiền cho công cuộc tái thiết Ukraine. Trước thềm lễ hội Halloween, chính quyền thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã thắt chặt an ninh và cảnh báo người dân không nên tụ tập quá đông tại một địa điểm, đặc biệt là các địa điểm truyền thống của giới trẻ. Ngày 29 tháng 10, xung quanh khu vực nhà ga Shibuya, một trong các nhà ga lớn nhất Tokyo, các biện pháp đảm bảo an ninh đã được thắt chặt. Theo đó, khoảng 300 cảnh sát, bao gồm cảnh sát chống bạo động và 150 tình nguyện viên được điều động trong giờ cao điểm để kiểm soát tình hình an ninh tại đây. Đặc biệt, các ngõ phố nhỏ, hẹp và dốc được đặc biệt chú ý đảm bảo an toàn. Điều này là nhằm tránh tái diễn thảm kịch dẫm đạp ở khu phố Itaewon của Hàn Quốc dịp Halloween năm ngoái, khiến hơn 150 người thiệt mạng. Chính quyền thủ đô Tokyo đã khuyến cáo các cơ sở dịch vụ, cửa hàng và tiện ích quanh nhà ga Shibuya hạn chế bán đồ uống có cồn từ 18 giờ chiều hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau trong vòng 3 ngày cao điểm của lễ hội. Những ngày này, tại các cửa hàng, siêu thị luôn nhộn nhịp khách hàng đến lựa chọn mua sắm đồ chơi, trang phục cho lễ hội hóa trang Halloween. Chuỗi cửa hàng Don Quixote nổi tiếng đã mở một không gian riêng dành cho những người yêu thích sự kiện này với đầy đủ các lựa chọn từ trang phục cosplay các nhân vật nổi tiếng đến mặt nạ, phụ kiện, đồ chơi, quà lưu niệm. Với hàng loạt các biện pháp thắt chặt an ninh, chính quyền quận Shibuya kỳ vọng về một lễ hội Halloween lành mạnh, vui tươi nhưng an toàn cho người dân và du khách quốc tế. Kể từ mùa xuân năm sau, tất cả các tàu cao tốc Shinkansen tại Nhật Bản sẽ là những chuyến tàu không khói thuốc. Quyết định được đưa ra từ nhà điều hành các tuyến tàu cao tốc tại quốc gia này. Công ty đường sắt Trung tâm Nhật Bản, công ty đường sắt Tây Nhật Bản và công ty đường sắt Kyushu đã quyết định bỏ phòng hút thuốc trên các tàu cao tốc nhằm khuyến khích từ bỏ thuốc lá, quan tâm tới sức khỏe nhiều hơn. Hiện các tàu cao tốc hàng đầu dòng N700 được trang bị 3 phòng hút thuốc trên phiên bản đoàn tàu 16 toa, và 2 phòng trên phiên bản 8 toa. Mỗi phòng hút thuốc đều được trang bị hệ thống thông gió và khử mùi. Với quyết định lần này, toàn bộ các tuyến tàu cao tốc của Nhật Bản sẽ trở thành các đoàn tàu thân thiện không khói thuốc kể từ mùa xuân năm 2024. Bản tin thời sự quốc tế của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh cũng xin được kết thúc tại đây. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
Thank you.